Những ngày qua, thông tin về vụ ồn ào giữa YouTuber Thơ Nguyễn và Hoa Khôi nhí Bảo Ngọc đang được cộng đồng mạng quan tâm. Mỗi bên đều có lý lẽ riêng và ai cũng cho rằng mình mới là người bị hại. Theo đó, drama Thơ Nguyễn Bảo Ngọc bắt nguồn từ đoạn clip YouTuber này lên tiếng bóng gió về một diễn viên nhí có thái độ không tốt khi cả hai có dịp làm việc chung. Dù không nhắc tên cụ thể song nhiều người cho rằng nhân vật mà Thơ Nguyễn nhắm đến trong clip là hot teen Lê Huỳnh Bảo Ngọc do cả hai từng làm việc chung trong một dự án trước đó. Từ đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều bài viết và bình luận chỉ trích nữ diễn viên. Sau đó, vào ngày 15 tháng 11, phía Bảo Ngọc đăng tải clip phản hồi về ồn ào trên kênh TikTok sở hữu 2,9 triệu lượt theo dõi. Trong video, người đại diện của diễn viên sinh năm 2008 cho biết vì từng đóng phim chung với nữ YouTuber nên sao nhí bị nhiều người công kích sau vụ việc. Tôi khẳng định những video đó không liên quan đến Bảo Ngọc và mẹ của bé, người đại diện cho biết. Phía Bảo Ngọc còn tuyên bố sẵn sàng đối chất, tôi đề nghị cô dừng ngay hành động này lại bởi vì nó không tốt. Dù sao cũng là người lớn, đi quay video nói một đứa trẻ con mà không chính diện như vậy thì không đẹp chút nào. Chiều ngày 12 tháng 12, phía Thơ Nguyễn có động thái đáng chú ý trên kênh YouTube sở hữu 10,3 triệu lượt đăng ký. Trong video đăng tải, nữ YouTuber chia sẻ, từ bây giờ tôi sẽ không làm clip nữa hay nói cách khác là giải nghệ. Thơ Nguyễn nói cô nhận ra làm người nổi tiếng khó khăn, đôi lúc nói lên ấm ức của bản thân nhưng từ nạn nhân, tôi trở thành người đi hại người khác. Cho nên tôi không muốn làm người nổi tiếng nữa. Tôi muốn được là chính mình, muốn được mạnh mẽ, cô nói. Đây không phải lần đầu tiên nữ YouTuber này ấm ức đòi giải nghệ. Mới đây, trước tình trạng đáng lo ngại của Bảo Ngọc, anh trai cô bé đã phải lên tiếng bảo vệ em gái khi mọi chuyện đang có chiều hướng đi quá xa. Trong bài đăng, anh trai Bảo Ngọc cho biết em gái rơi vào khủng hoảng sau khi chịu áp lực nặng nề từ cộng đồng mạng. Anh trai Bảo Ngọc rất hy vọng mọi người cùng giúp đỡ em gái vượt qua cơn khủng hoảng không đáng có này. Sự việc của Bảo Ngọc cũng khiến cả gia đình nữ diễn viên lao đao. Cách đây không lâu, mẹ cô đã xuống tóc, tôi và con đang chịu cú sốc lớn, không ăn ngủ hơn một tháng nay. Hai đứa con tôi đều tạm nghỉ học, không dám ra ngoài. Hiện tại, những video chỉ trích bóng gió một diễn viên nhí của Thơ Nguyễn đều đã bị gỡ bỏ trên YouTube. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều luồng ý kiến khác nhau. Đại đa số khán giả đứng về phía Bảo Ngọc, bày tỏ sự đồng cảm với cô nàng. Bảo Ngọc có làm gì đâu mà cũng bị ấm ức như vậy. Không biết chuyện của hai người là như thế nào nhưng nếu công việc của bạn mà thường xuyên tiếp xúc người nổi tiếng thì dù bạn có bức xúc với hành động và cử chỉ với bất kỳ người nổi tiếng nào thì cũng không nên đăng lên mạng vì sẽ làm mạng dậy sóng vì sự đoán mò và tư duy tưởng tượng của các dân mạng và rồi sẽ thành bạo lực mạng. Bạn có chắc rằng trong vài chục năm sống, trong giao tiếp bạn chưa từng có hành động cũng giống như người mà bạn đưa lên mạng không? Người khác cư xử không tốt với mình thì đăng lên mạng vậy khi mình cư xử không tốt thì sao đây? Nói gì hay nói ai thì nói đại ra đi, cứ thích úp mở để nổi tiếng thêm vừa hại mình hại người. Vậy phải nói rõ có phải là Bảo Ngọc hay không, hoặc nói Bảo Ngọc có liên quan không chứ cứ mập mập mờ mờ vậy. Thơ Nguyễn là người lớn mà lại đi chấp vặt một đứa trẻ con kém tuổi mình ạ. Nếu chị có ý tốt thì nhắc nhở trực tiếp với người ta mắc gì phải hạ danh dự khi đăng mạng xã hội như vậy. Tôi không biết ai đúng ai sai, nhưng phía Bảo Ngọc xử lý truyền thông rất văn minh và lịch sử. Còn bên Thơ Nguyễn thì toàn đăng bài và clip cà khịa nói bóng gió, như vậy là đủ biết nên đứng về phía ai rồi, ở phía ngược lại. Cũng có không ít khán giả bênh vực Thơ Nguyễn, cho rằng nữ YouTuber không chỉ đích danh ai, hơn nữa cô cũng chỉ có ý tốt, muốn góp ý mà thôi. Cũng có một số khán giả thể hiện quan điểm trung lập, cho rằng cả Thơ Nguyễn và Bảo Ngọc đều không sai. Chị Thơ không sai, Bảo Ngọc cũng không sai, mà người sai là cộng đồng mạng.